Lúc mà anh lấy cái lần đầu tiên đó thì cái việc ăn uống của anh nó như thế nào anh? Thấy cũng ngán lắm, đi về là cũng không có dám ăn thịt thà. Cái quỷ mà cỡ trăm năm á là còn chỉ sọ với mấy xương ống giò thôi, chứ không có còn gì đâu. Nguyên cái đầu tóc mượn vậy nè, ổng tính lấy sáng ổng bán nguyên đầu tóc mượn con nhỏ kia á, tính sáng bán 12 giờ đêm nó đòi. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Nguyễn Hồng Hoa. Dạ em chào anh. Hôm nay em đến đây vào buổi trưa cũng làm phiền anh ha. Dạ dạ không dạ. Không có gì. À, cho em mượn cái ghế hai anh em mình cùng trò chuyện đi ha anh Hoa. Dạ em chào anh. Anh Hoa năm nay em xin phép là năm nay bao nhiêu ha anh Hoa? 45 rồi. Anh 45. À, nhà mình thì ở đây lâu chưa anh? Ở đây hồi đó giờ bà già bà cho anh tới giờ đó. Dạ nhà mình có mấy 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 người anh có mấy cháu? Lệ có hai đứa đó, thằng trai đứa con gái. À, dạ trai lớn của anh là khoảng bao nhiêu cái à? Thằng mập đó, nó ngồi ngoài võng đó là con anh hả? Nó 20 mấy tuổi rồi. Dạ con nhỏ kia học lớp 7 rồi. Dạ anh ơi mình làm cái nghề bên móc bốc mộ lấy cốt này lâu chưa anh? Làm hồi đó giờ á là làm chừng cỡ 20 năm nay rồi. Dạ là khoảng 25 tuổi là anh đã làm là cái nghề. Có ông thầy ổng ở dưới á là ổng dạy rồi mới làm đi mần hồ thì ổng mới kêu đi làm với ổng là ổng dạy cho mình làm rồi ổng kêu lập chăn tổ đó. Dạ rồi ổng dạy cho mình làm. Dạ đó mình mới mua đồ nghề rồi mình làm. Rồi trước đây thì ở nhà anh có ai làm không hay là chỉ mà bây giờ anh mới bắt đầu làm đây thôi? Đâu có, hồi đó giờ là đi theo sư phụ rồi đó giờ. Dạ theo ông thầy. Ngày con anh có làm nghề của anh luôn không? Cho nó làm chạy hòm chứ. Dạ nó liệm rồi nó đi chôn luôn rồi nó cũng đi theo nó làm mà cũng phải truyền nghề cho nó. Dạ phải được. Có nghề có tổ đồ mới làm được anh Hoa đó, có lập trang tổ cho anh không được. Dạ anh làm đến nay là 20 mấy năm. 20 mấy năm rồi. Dạ trong cái nghề của mình thì nó có những cái khó khăn đồ không anh? Nó có cái ngon lắm, có cái trở ngại. Dạ. Có cái nó ăn hơi chua lắm. Có cái thì ăn ngon lắm. Anh có thể kể cho em nghe được. Được, có cái thì nó còn yên nguyên. Còn là... có cái á thì nó khô queo à, dễ ăn lắm. Dạ. Chứ còn nhiều khi mà nói 30 ba mấy năm á thì nói hết là chắc cũng chưa hết đâu. Vô chổng nằm như ngủ, dở ra rồi nằm như ngủ. Còn có cái nhiều khi 20 năm mình cũng hơi bữa bữa mà mình cũng vẫn làm mà khô queo à, không có gì trong đó nha, chỉ xương khô queo à. Còn nhiều cái ngay mặt nước á mình phải chịu, mình phải ôm xô là hơi cực. Cái những cái phần đó thì anh sẽ lấy lâu hơn hả? Lâu rồi vuốt vuốt mình đổ rượu vô một miếng rồi mình vuốt vuốt cái đó chẳng hạn, rồi người ta có cho mình được nhiêu thêm thì cho, không cho thì thôi tùy hãy vô nhà. Nhiều khi người cho 1 triệu 700 đó người ta cho thêm, tao thấy cực quá, làm đó bầm dập lắm. Nhiều khi trúng kèo thơm thì dễ ăn lắm, nhiều khi chắc giả vô nhiều trận chắc giả. Lúc đầu anh đi anh làm nghề của mình đó thì anh có cảm thấy khó khăn gì không anh Qua? Đi mần hồ á rồi đi phụ đi đào. Dạ đi đào cho người ta không dám xuống làm thợ, không dám xuống lấy. Rồi sau này ông thầy ông kêu á mày về lập chân tổ đi rồi tao dạy cho mày, thì đó mới về làm lập chân tổ rồi mới xuống lấy. Lấy cái là 50 60 năm vậy đó, lấy cái từ từ cái tay mình nó quen là mới chơi vô chặn luôn, về mới sắm đồ nghề chứ đương không không dám vô. Cái lần đầu tiên mà anh khi mà ngày đầu tiên mà anh lấy đó thì khi mà về nhà tối ngủ anh có bị ám ảnh không?
Không, hồi đó là về mà phải sợ. Cái ngày chưa lập chân tổ á, là về ngủ không được. Bằng đêm thức không? Nó ám ảnh. Còn lập chân tổ, chân đồ lên, rồi ổng lên, ổng lập chân tổ, rồi gọi chân, rồi cứ việc làm, không có gì chân. Đó, không có ngại ngùng gì hết. Tối ngủ thân ống mà không có gì hết trơn á. À, khi mà anh lấy những cái bốc mộ, những cái ngôi mộ mà lâu năm, ví dụ khoảng cả 100 năm, thì lúc đó xương cốt của cái phần hài cốt đó nó bị quỷ, thì lúc đó mình lấy nó đỡ hơn anh. Cái đó cỡ 40 năm là nó muốn hết rồi. Dạ. Còn cái kia là cái quỷ mà cỡ 100 năm á, là còn chỉ sọ với mấy xương ống giò thôi, chứ không có còn gì đâu. Lóng giò lóng tay là không có còn gì, nó ra cận cận hết rồi. Chỉ là ống, hai cái ống giò này thôi, ống xương đòn, ống xương tay còn, chứ dưới ba miếng sọ này còn thôi, chứ không có còn gì. Dưới còn xương sống này còn, chứ mấy lóng giò lóng đồ là mấy cái lóng giò này không có còn. Còn mà rỉu chân. Lúc mà thầy anh truyền là chỉ truyền cho một mình anh là có duyên làm với cái nghề đó à, chứ không phải là ai làm cũng được hay sao anh? Truyền cho 7-8 đứa lận, rồi truyền ổng, truyền thành nghề rồi cái ổng mất rồi, ổng ở vùng hiệp mình nè. Dạ. Ổng là tên ông Bảy Thơm, là ổng truyền rồi là ổng mất rồi, là còn mấy đứa gái lính của ổng ở trong cả cô còn nhóc ra nghề chứ. Anh làm cái công việc này lúc đó là anh có vợ chưa? Có vợ rồi. Có vợ rồi. Khi mà vợ anh biết anh làm cái nghề này thì vợ anh có biết, có lúc đó đầu phản ứng của vợ anh như thế nào? Không, là vợ ngủ yên mà. Dạ. Đi làm về là không ngủ chung với vợ, là làm hết tháng này là đâu ngủ chung với vợ đâu. Đó, mụn tôi ngủ riêng, vợ ngủ riêng trong phòng, là con là, ngủ riêng là mình cử anh. Không ngủ chung với vợ, không ngủ chung, ngủ chiếc gì với vợ. Dạ. Là hết tháng này. Dạ. Là mình mới ngủ chung với vợ. Chứ vợ con đâu gà lộn gà đâu gì đâu. Ừ, đó, mùng tôi ngủ đó. Trong một tháng đó anh lấy một lần. Ví dụ như trong một tháng đó anh lấy một lần, thì anh không được ngủ chung với vợ mình trong tháng đó. Qua tháng sau thì nó bình thường lại. Được quyền ngủ chung vậy. Dạ. Cái tháng đó này là em lãnh 170 mấy cái. Dạ. Nãy em thấy về anh nói là anh mới lấy về. Hả? Anh đi lãnh á. Dạ đi lãnh ha. Với người ta đưa cọc. Đi dạ. Lấy cọc hết trơn. Lúc mà anh lấy cái lần đầu tiên đó thì cái việc ăn uống của anh nó như thế nào anh? Thấy cũng ngán lắm. Đi về là cũng không có dám ăn thịt thà. Đi về là gót nước mắm ăn thôi. Ăn cho một miếng cơm và lót lòng thôi. Bữa lắm. Rồi vài bữa sau á là nó mới mởn lại thôi. Mấy bữa sau là mới chơi anh Hùng lại. Đợi ổng kêu mày lại đây uống rượu ngon ăn. Là uống một xị với ổng. Hồi đó tao không biết uống rượu. Kêu uống. Ổng nói mày xuống mày lấy. Mày á, đi xuống mò. Ông thầy chỉ ha. Đi xuống mò con. Từ giò mò lên. Đi xuống thấy lạnh tanh nè. Tôi hết hồn ở dưới rồi. Mò. Mình cũng phải gắng làm. Tôi nói ha, là mồ hôi của mình ha, là nó lả tả ướt áo hết trơn, cũng phải làm. Có thằng kia nó thầy mình, nó lính ổng á, nó dạy mình, nó kêu phải xuống làm. Đi xuống làm liền, xuống mò cởi, nó cũng ngồi đó, nó cho mình mò gì ha. Là đêm đó là cũng không ăn uống được mẹ. Đi về ông hỏi sao mày thế nào, nói được ông thầy ơi, dạ con làm được. Ông nói 30 đứa đó, mà có mày á với hai kia đó là lính tao, là tao dạy nghề cho làm. Rồi đi về á, mua cái đó bát á, rồi lập chân tổ, rồi tao lên tao cúng cho, mua bông hoa cúng, rồi tao dạy nghề cho 9 nghề, tao dạy hết nghề, miễn nào tao chết thì thôi ông dạy. Dạ. Rồi sau này chưa có dạy.
không có dạy cho thằng này, thằng con chưa có truyền cho nó hết nữa. Truyền cho thằng ở trong Mỹ Thịnh, thằng đó là lính ruột. Đây nó quá nghèo mà nó chịu làm. Vợ con nó là mới nãy ra nè, rồi đi ra cho ứng đỡ tiền mua gạo. Quá nghèo ha. Quá nghèo. Dạ. Rồi truyền nghề cho nó. Rồi tao cũng không có làm trong Mỹ Thịnh đâu, ở chỗ mày làm đi, rồi truyền cho nó hết. Cho nó là. Còn thằng này thì ở đây thì dễ truyền cho nó rồi. Thằng này ở đây của bộ của dễ truyền. Đó, đồ nghề đó mua đó hết trơn đó. Dạ. Chứ đóng cuốn ngoài đó là mua để chia 4 tốp. Thì hiện nay anh sống bằng cái nghề này thôi hả anh? Nghề này với đi mần hồ. Hết mùa này rồi bắt đầu đi mần hồ. Vào cái tháng mấy thì sẽ mình anh sẽ bốc mộ với lại lấy cốt? 12 tháng 3. Ngay trăng 12 là tháng 3 mà cái này mùng 9 là vô rồi. Dạ. Mùng 9 là người ta kêu lấy trước rồi. Mùng 9 là kêu lấy đô 3-4 cái gì. Lúc mà anh lấy thì anh có nghe những cái câu chuyện tâm linh nào không? Anh có thấy những cái câu chuyện tâm linh nào không anh Quang? Không, cái này thầy mà. Cái này là ship của mấy thằng nhỏ. Dạ. Tôi đập mua bia. Đập mua bia rồi là tôi giải quyết tờ cho mấy nhỏ đập. Vậy là trước khi lấy thì cái mộ bia thì anh là người anh cầm cán. Dạ, anh là người cầm cán trước. Là tôi khai quả trước rồi tới mấy thằng nhỏ này. Dạ. Chứ mấy nhỏ đâu dám kêu đó. Mấy nhỏ nó không dám khai phá. Tôi khai phá rồi á, rồi mấy nhỏ mới đập. Đập vừa rồi là nó xuống đào rồi tới rồi tôi xuống tôi lấy. Cũng mấy thằng lính nó cũng biết lấy hết á. Đó, cũng còn ngồi ngoài cũng mấy thằng biết. Cho nó xuống lấy hết. Dạ. Nó biết. Những cái người mà lấy đồ không có chiên hay là mấy đồ có thường gặp những cái câu chuyện tâm linh không anh Quang? Nó có chứ. Nhiều khi đó ông nội ngồi đó đó. Dạ. Đó, dạ, 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 ông lấy cái cốt của người ta. Dạ, dạ. Ông không có biết gì hết trơn á. Ông lấy ngang nguyên cái đầu tóc mượn vậy nè. Ông tính lấy sáng ông bán nguyên đầu tóc mượn của nhỏ kia á, tính sáng bán. 12 giờ đêm nó đòi, nó la, nó la báo mộng thì anh đó, ông ngồi đó đó, ông ngồi đó đó. Dạ. Nó về nó đòi ổng phải đem 12 giờ đêm phải đem ngay cái mã nó ổng xả nguyên đầu tóc mượn mà lớn vậy nè. Rồi á, đi xuống dưới á, là cũng làm giống đầy khôn. Hai người đi lãnh mã, người ta lãnh rồi á, lãnh rồi gặp Y Nguyên. Tại vì kêu tôi. Có nghe lâu năm không mà vẫn còn y không anh? 30 năm. 30 năm vẫn còn Y Nguyên. Y Nguyên nghe mạch nó. Rồi tôi mới đi về. Tôi mới nhậu trong kinh đào giống á. Tôi đi về cái tôi thấy hai cha làm gì ở đây hai cha. Nó lấy cốt. Hồi còn Y Nguyên, mày xuống mày giúp tao đi. Tao lãnh là 500 nghìn rồi đó. Bây giờ mày xuống mày lấy đi rồi mày cho hai tao nhiêu thì cho. Nói tôi xuống tôi lấy giùm cho rồi hai ông chia ra ăn đi. Nói từ hồi mờ mờ trời tới giờ tôi nhậu về 3 giờ chiều rồi đó. Mà tôi gặp hai cha còn mò dưới. Mò mà không dám xuống. Đó ông nội ngồi đó đó. Dạ. Đó tôi nói thôi mai mốt làm được thì làm được thì xuống làm lính. Đó qua phải gác kiếm xuống làm lính đó. Là lúc đó cái anh đó là tính ra lấy một mình anh? Hai người đang chia ra ăn. Dạ. Mời không gặp tôi. Dạ. Lấy búa đục cạch 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 cái đục có ba lớn nha. Đục cạch cạch rồi tôi về tôi mới lấy mấy búa bự đó đó. Dạ. Tôi xuống tôi giải quyết một phát một. Tôi xuống tôi lấy tôi đem lên tôi lấy đó. Giờ hai mày lấy 300 tôi lấy 200. Rồi đó lấy có 500 ngàn bạn. Dạ. Đó. Rồi đi về. Đi về mừng húm. Để thôi chúng chữ nó. Đó thằng ngồi đó. Dạ. Đó tôi mới đi về. Đi về tôi nói 11 bây giờ nè. Còn lãnh nữa không? Nó nói hết dám rồi. Đi cho mình đi đập gì đó. Rồi tới lấy mày xuống mình lấy. Rồi tới lấy rồi. Hỏi rồi chưa? Nó nói rồi leo lên.
rồi em xuống, em xuống em mò lại, chứ không thôi là người ta đâu có coi mình ra gì. Em xuống em gặn lại mới được, chứ không phải để cho nó làm ba sồ mà sự. Vậy là cái công việc mà anh cầm cán, anh cái bia mộ, anh đập bia mộ để anh lấy cốt, rồi sau đó là cái phần mà cuối cùng thì hai cái công việc đó là anh bắt buộc anh phải làm. Phải làm, nó làm trước đi, tôi đập hết, rồi nó đập, rồi lấy đan ra ngoài hết, nó xuống nó mò nó làm gì làm, rồi tôi mò trả lại hết. Đó, coi còn sót còn gì của người ta không? Là tôi cầm cán, tôi phải mò hết. Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà anh gặp những cái ngôi mộ mà nó còn nguyên vậy thì nó ở trong lòng anh như thế nào? Tôi không đáng sợ. Từ ngày tôi mà có chăn tổ, tôi không đáng sợ. Là tôi là có ngôi mộ là giữ dằn kẹo ngoài Cần Thơ, tôi không sợ. Tôi có thuốc, tôi làm. Có thuốc tôi đổ, tôi làm được. Mà thuốc đó là nó cũng không có cái gì mà quá đắt. Thuốc của người mấy bà đừng bà đó, thuốc ngừa thai đó, lấy mấy viên trắng cà ra pha vô bụng, anh đổ cái là chút xíu anh xuống anh làm để ghẹt, chứ còn không ấy nó để nó nằm hoài đó. Cái chuyện đó là nó quá dễ, nó đâu có tốn tiền gì đâu. Cái đó là thầy anh dạy, dạy anh thầy ha. Dạy dạ, lấy mấy viên trắng của mình đó. Dạ em hiểu. Nguyên một lốc đó. Dạ, lấy mấy viên trắng hết rồi dục bỏ mấy viên kia, rồi lấy trắng hết dục bỏ, rồi cà đổ vô bụng. Hiện bây giờ đối với cái công việc mà bốc mộ lấy cốt đó, những cái người mà bình thường á, không trong nghề á, thì người ta thấy rất là hôi, cái mùi nó bốc lên đó anh, cái nó bị gây cho cảm giác cái mùi khó chịu. Đối với anh thì sao? Nó không sao. Nó có gây cho anh hôi không? Không. Không. Mấy này chạy hoài vậy, mấy này bỏ đồn leo lên hoài vậy. Đến cái đó là mấy anh đó chịu không nổi. Vừa dở lên là nó hực, nó chịu không nổi. Đem nó hàng lên bờ rồi nó chịu không nổi. Là nó đấy, là nó lắc đầu. Rồi